này sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 56 phần F F Ip Up. Bài tập số 56. Búp bê, đầu bếp, kẹp tóc thành cái lơ, con lợn béo múc bíp, búp bê, đầu bếp, kẹp tóc, con lợn béo múc bíp, búp bê, kẹp tóc, búp bê, kẹp tóc, đầu bếp, béo múc bíp. Búp bê, kẹp tóc, đầu bếp, béo múc bíp. Búp bê, kẹp tóc, đầu bếp, béo múc bíp. Rồi sẽ sang câu 2. Điền F F Ip Up. Búp sen. Sắp xếp. Bịp bịp. Gác xếp. Câu 3. Lối. Phố xá nhộn nhịp. Đôi dép của bà màu đen. Bé có búp bê. Bé có búp bê. Đôi dép của bà màu đen. Phố xá nhộn nhịp. Phố xá nhộn nhịp. Bài tập nghĩa xong. Tạm biệt các bạn.